nói thật, tôi không thể nào giấu được cảm xúc của mình nữa. Khi ở bên cô, tôi cảm thấy rất là bình yên. Anh là gì chứ? Là người thân của An Chia sao mà suốt ngày bám theo cô ta vậy? Còn anh, Lục Vân Tiên vượt mưa gió đến cứu Kiều Nguyệt Nga. Là anh đã tới quận 2 khi mà nghe tôi bị tai nạn, tay anh bị thương, là do đi tìm tôi. Đúng như vậy không? Yêu cầu cuối cùng của tôi là xin làm cơn gió bay thật xa đến nơi mà ta. Tôi cũng muốn chỉ là anh trai của cô, cũng không thể là đồng nghiệp của cô. An Chi đã biết hết mọi chuyện rồi đấy. Mình muốn gặp Chi. Đừng đi mà Annabel. Bà vẫn im lặng. Thà là bà cứ mắng chửi tôi đi. Bà mắng chửi tôi thậm tệ đi.